lòng như vậy để cho Nguyễn Văn Chí hưởng được cái công đức này, khu rừng được bảo vệ thì đời sống con người được nâng cao, tương lai tốt đẹp cho tất cả muôn loài, phước đức vô cùng lớn. Cái nước thải ra khí oxy, người ta hít vào một phát thôi là mang nợ ông Nguyễn Văn Chí liền. Còn muốn trả nợ đó thì phải trồng rừng được, còn muốn mắc nợ đó thì cứ tàn phá rừng được đi, rồi mang lông đội sừng, mang giáp để làm những cái loài vật trong tự nhiên, trong cái rừng nước để trả nợ lại. Nó giống như con rãi cá, nó làm nhiệm vụ bảo vệ rừng nước vậy đó. Quý vị thấy không? Quý vị thấy đúng không? Đó. Hy vọng đừng ai tàn phá rừng nước của tôi ông chồng nha. Quý vị mai mốt phải làm cái nghiệp lại giống như tôi ông chồng lại rừng đó. Tôi mang thân người mà tôi phải trồng rừng như thú vậy, quý vị nghĩ. Quý vị tạo nghiệp với cái rừng, quý vị làm con gì để trồng lại cái rừng này? Biết khi nào quý vị mới bảo vệ được khu rừng này? Cõi Sa Bà này nó bị quý diệt thì quý vị phải trồng rừng nước ở cõi Sa Bà khác. Quý vị ơi, khổ nha, không sướng đâu.